Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đang xem video trên kênh ha. Thì em chúc cho cô chú anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nha. Thì trong cái video ngày hôm nay em chia sẻ với anh chị em mình một cái nội dung, đó là một cái số cái bệnh thường gặp trên cái cây mai và cái cách phòng trị mà hiệu quả nhất và đơn giản nhất. Đơn giản nhất và hiệu quả nhất nha anh chị. Thì mấy bữa nay thì trời mưa liên tục rất là nhiều. Thì đã tới cái cử mà phun thuốc với lại bón phân rồi anh chị. Thì hôm nay là qua ngày thứ 10 rồi nè anh chị. Thì chu kỳ từ 7 đến 10 ngày. Nhưng mà do là cái tình hình là trời mưa liên tục, mưa nước ngập hết trơn nè anh chị. Đây mưa nước ngập hết trơn nè. Đó. Rồi cây thì lá nó ướt, bộ lá nó ướt đó anh chị. Bộ lá nó ướt như thế này. Đó. Rồi chất chồng thì nó cũng ướt nữa. Cho nên là chưa có tiến hành phun thuốc với lại tưới phân cho nó được. Thì anh chị em nào làm theo em á thì cứ tới cái ngày thì mình tiến hành tưới phân cho nó và phun thuốc trên lá cho nó đi ha. Tại vì em chưa có phun tưới được cho nên em chưa có chia sẻ clip cho anh chị em mình xem nữa. Để mà trời nắng lên thì phun thuốc và tưới phân được thì em sẽ phun thuốc tưới phân và em chia sẻ cho anh chị nhìn mình những cái loại phân thuốc gì. Thì chủ yếu là trong cái cử phân tới đây á thì em sẽ cho nó bổ sung cho cây một số lượng phân DAP, đồng thời em kết hợp với phân N3M rồi ha anh chị. Đó, và đồng thời em tiếp tục phun cái thằng manco xanh và đặc trị bọ chỉ cũng như là map vono trên lá để mà dưỡng cho bộ lá nó luôn luôn xanh tốt ha anh chị. Đó thì cái manco xanh và cái đặc trị bọ chỉ và cái map vono nó cộng lại phun trên lá rất là hiệu quả anh chị. Thì hôm nay là chu kỳ tới 10 ngày nè anh chị. 10 ngày rồi nhưng mà anh chị em mình xem nè. Các cái lá nó vẫn được bảo vệ, không có bị con bọ chỉ nào tấn công hết trơn anh chị. Các cái chồi non còn rất là tốt ha anh chị. Chưa có bị xuất hiện cái tình trạng bọ chỉ hay là sâu hay là bệnh gì hết anh chị. Đó thì cái manco xanh này phun cộng chung với cái thằng mặt đặc trị bọ chỉ này nó rất là hiệu quả. Đó thì cái cây này mai này, cây này cái giống mai gì em không biết nữa. Mà cái lá nó lớn quá anh chị. Cái lá nó lớn như cái lá xoài vậy anh chị. Nè. Cái lá già này của nó nè. Lá già của nó rất là lớn, lớn như lá xoài vậy đó mà dài tới một gang tay em luôn nè. Dài đúng gang tay em luôn nè. Anh chị em nào mà biết cái giống mai gì thì anh chị em comment bình luận dưới video cho em biết với nha. Có người nói là dảo lá xoài gì đó em không biết nữa. Hai cây nha anh chị, cây này với cây bên đây. Cây bên đây nè, trong vườn em được một cặp. Là hai cây này lá nó rất là to và dài như lá xoài vậy đó anh chị. Đây. Anh chị xem nè. Có hai cây này ha. Cây này với cây bên kia. Đó thì em quay sơ lược cho anh chị em mình xem là cái ba cái loại thuốc này mình xài rất là đơn giản nhưng mà nó hiệu quả, nó rất là tốt, nó kéo dài luôn anh chị. Hôm nay thì 10 ngày rồi nhưng mà bọ chỉ cũng không xuất hiện. Bọ chỉ không xuất hiện và sâu bệnh trên cây cũng không có xuất hiện anh chị. Cho nên chị em mình xài theo em là rất là an tâm. Đó thì bây giờ đi vào cái nội dung chính anh chị. Thì như cái tiêu đề video em nói á, thì em chia sẻ với anh chị em mình là một số cái bệnh thường gặp trên cái cây mai và cái cách phòng trị hiệu quả nhất và đơn giản nhất anh chị. Thì em cái quan điểm của em là về hiệu quả và đơn giản và tiết kiệm là em chia sẻ cho anh chị em mình ha. Đặc biệt là những anh chị em mà mới tập chơi thì em luôn muốn tìm cách nào cho đơn giản nhất cho anh chị em mình để anh chị em mình có thể áp dụng trên cây mai cho nó tốt ha. Rồi thì đầu tiên là cái bệnh trên thân cây mai anh chị, đó là bệnh đốm đồng tiền anh chị. Đốm đồng tiền thì nó do cái gieo với nấm anh chị. Gieo nấm thì nó làm cái cây của chúng ta nè anh chị. Đây. Cây chúng ta nó đóng rong gieo xanh nè, xanh và đốm trắng rồi nè anh chị. Đó. Thì đối với cái này thì nó ít ảnh hưởng trên cái ít ảnh hưởng đến cái sự phát triển của cây mai. Tuy nhiên là nó làm mất cái vẻ mỹ quan anh chị. Nhìn cái cây nó xanh nó trắng ha. Thì đối với những cái trường hợp này thì chúng ta đơn giản rồi.
chúng ta có thể dùng cái bàn chải anh chị, bàn chải chúng ta kỳ nó ra, hoặc là chúng ta dùng máy rửa xe chúng ta phun xịt nó ra anh chị. Cái đó là cách đơn giản nhất và không hại gì cho cây hết anh chị. Đó thì cái bệnh đó đơn giản thôi, em nói sơ qua thôi. Còn về cái thứ hai là cái bệnh nấm hồng anh chị. Thì bệnh nấm hồng nó do cái nấm là cotisium salmonicolor nó gây ra anh chị. Cái đó là theo em nghiên cứu trên Google anh chị. Đó thì cái cách nhận biết của nó rất là dễ, thì nó có cái đốm màu hồng trên cái thân cái cành của cái cây anh chị, hoặc là cái lá của cái cây mai nó có cái mà dạng như lá cẩm thạch vậy đó anh chị. Tuy nhiên là chúng ta phải kiểm tra thì thấy đốm hồng hồng là trên cành trên thân rồi đó, hoặc là lá mới xuất hiện vậy, thì chúng ta nên phát hiện kịp thời và phun thuốc cho nó. Đó, thì tác hại của nó nếu mà anh chị em mình để lâu á thì nó dẫn đến khô nhựa cái cành, khô nhựa cây và nó chết héo dần ha anh chị. Thì đối với cái nấm hồng thì cũng rất là dễ anh chị, nếu mà mình không biết cách chữa thì nó là khó nha anh chị, còn nếu mà biết rồi thì nó dễ lắm. Anh chị em mình mua cái thuốc châm bông á, châm bông á, thì trước đó em có chia sẻ anh chị đó, châm bông á là anh chị em mình phun trên lá là nó ok hả anh chị. Anh chị em mình phun châm bông trên lá là cái cây chúng ta, anh chị em mình phun chừng nếu mà cây mới bị ha đốm hồng hồng trên thân, anh chị em mình phun một lần, một là hết đốm hồng trên thân liền. Anh chị em mình phun thêm phải là khoảng lần 2, lần 3 nữa là nó hết tiệt luôn ha anh chị. Nó rất là dễ. Đó, còn tiếp theo là cái bệnh gỉ sắt anh chị. Cái bệnh gỉ sắt nó do cái nấm luôn chị, nấm Bucina nó gây ra ha anh chị. Thì về cái nhận biết cái bệnh gỉ sắt anh chị. Thì ở trên cái lá mai á nó có những cái chấm nhỏ màu nâu, mà nó lớn từ từ lên đó anh chị. Mà nhìn kỹ là anh chị sẽ thấy cái màu đỏ nâu đó, nó giống như là cái màu của sắt nó bị rỉ ra vậy đó anh chị. Đó thì cho nên người ta gọi đó là bệnh rỉ sắt ha anh chị. Đó thì cái tác hại của cái bệnh rỉ sắt này thì nó làm cho cái bộ lá mai của chúng ta nó mất đi cái màu xanh, rồi nó dần dần nó chuyển sang cái màu vàng, rồi nó từ đó nó sẽ làm cho cây chúng ta bị nó quang hợp yếu anh chị. Quang hợp yếu, rồi từ đó cái cây chúng ta nó sẽ yếu theo anh chị. Thì đối với bệnh gỉ sắt thì rất là dễ cho chị anh chị, dễ chị lắm. Anh chị em mình dùng cái manco xanh mà anh chị phun định kỳ á thì là không bao giờ mà nó bị gỉ sắt á. Cái đó là thực tế trên vườn em anh chị. Những anh chị em nào chưa biết thì anh chị em mình có thể xem lại các video em chia sẻ từ đầu năm đến nay. Em chỉ phun manco xanh trên lá, đặc trị bọ chỉ trên lá, Marjono trên lá là hoàn toàn bảo vệ cái bầu lá không bị bệnh. Như anh chị đang xem trên màn hình đó, các cái lá vậy đó là do em phun manco xanh đó. Manco xanh nó còn dính này nè. Đó là nó chúng ta phòng nó lúc nó chưa bệnh. Còn khi mà anh chị không phòng nó bị bệnh rồi thì anh chị có thể dùng cái thuốc đặc trị của nó, thuốc chuyên trị như là Anvin nè, hoặc là cốc 85 nè, anh chị phun trên lá cho nó. Nhưng mà mình lúc nào cũng vậy, mình nên là phòng bệnh trước anh chị, lúc nào cũng phòng bệnh là hơn chữa bệnh hết trơn á. Khi cây mình bệnh rồi thì cho dù mình trị cho nó dứt cái bệnh đó, nó dừng bệnh đó, nhưng mà cái lá mai của anh chị nó cũng đã bị tổn thương rồi, nó đã bị xấu rồi, nó không thể nào lành lại được hết anh chị. Và đồng thời khi anh chị mình sử dụng các cái loại thuốc trị bệnh ở trên lá thì các thuốc đó nó thường nóng, là nó cũng gây ảnh hưởng ít nhiều đến cái cây mai chúng ta ha anh chị. Cho nên cái biện pháp đơn giản nhất là chúng ta phải phòng. Mà phòng thì có một cách đơn giản nhất hồi từ trước đến nay, em nghĩ là chưa ai nói cho anh chị em mình biết luôn, đó là dùng cái thằng manco xanh cộng với đặc trị bò chỉ cộng với Marjono, phun vừa phòng bệnh, vừa giúp xanh lá về lá và vừa chống con sâu bò chỉ luôn. Nó cái chu kỳ này là 10 ngày rồi em chưa phun, mà trên cái cây mai nó vẫn không có xuất hiện sâu bò chỉ hay là bệnh gì hết anh chị. Đó. Mà đặc biệt là để nắng lên em phun cái manco xanh nó lên cho anh chị em mình xem. Cái cây hiện tại thì em trước khi phun em sẽ quay cho anh chị xem, và sau khi phun một ngày em sẽ quay lại cho anh chị xem là cái sự khác biệt liền. Manco xanh nó giúp xanh lá rất là tốt và rất là nhanh luôn anh chị. Sau một ngày là mình cảm nhận rõ luôn.
rồi rất nhiều anh chị đã dùng rồi, anh chị điện thoại lại nói mê quá, mê hay quá, xịt lên cái là nhìn cái cây nó xanh liền. Rồi thì tiếp theo là một cái bệnh nữa thường gặp trên cây mai, là bệnh trái lá, hay là thường gọi là trái bì lá anh chị. Trái lá hay thường gọi là trái bì lá, thì cái nguyên nhân nó là do chủ yếu là cái chế độ bón phân của chúng ta không cân đối, không hợp lý, và cái vườn chúng ta nó không có thông thoáng anh chị, thì nó dễ dẫn đến cái bệnh trái lá. Và nguyên nhân là do đa số là do bón phân, chế độ phân không hợp lý hay không cân đối anh chị. Thì cái tác hại của nó thì cái bệnh trái lá này thì nó làm cho cái lá nó bị cháy rồi bị rụng sớm thôi, rồi giảm khả năng quang hợp thì cũng làm cho cây suy yếu. Thì mình nhìn nó mình biết hả anh chị, mình nhìn là mình biết cháy lá à. Thì ở chóp và cái mép lá anh chị nó có cái dập màu nâu á, từ từ nó chuyển sang vàng để nó lan rộng ra rồi là nó rụng, nó cũng rất là dễ nhận biết. Thì phòng trị thì cũng rất là dễ luôn, chúng ta sẽ lựa chọn những cái loại phân phù hợp, bón phân hợp lý. Rồi đối với những cái lá bệnh thì chúng ta ngắt bỏ, rồi chúng ta phun thuốc phòng trị cho nó anh chị. Đó, bón phân hợp lý, lựa chọn phân phù hợp. Anh chị lưu ý điều này anh chị, không phải loại phân nào mà anh chị nghe nói là tốt đều bón được cho cây mai anh chị. Không phải phân Nhật, phân Đức, phân Mỹ, phân Pháp gì á mà đều nói là bón được cho cây mai đều tốt. Có khi phân Việt Nam nhưng mà nó đúng cái loại, nó đúng loại và nó đúng cái chất cần thiết cho cây mai thì chúng ta bón nó lại tốt hơn là những cái phân nước ngoài nữa anh chị. Đó, chúng ta phải nghiên cứu kỹ. Phân Việt Nam nhiều khi nó còn rẻ hơn nữa, không mà nó chắc ăn là nó rẻ hơn phân nước ngoài rồi chứ không có nhiều khi nữa anh chị. Đó, nhưng mà chúng ta bón vào hợp lý, đúng cái loại của nó là nó sẽ phát triển tốt. Còn chúng ta bón không theo một cái chu kỳ, không theo một cái gọi là cái logic gì hết thì nó sẽ không bao giờ mà phát triển tốt được. Anh chị để điều đó đi, anh chị bón mua tùm lum hết trơn, bón phân phun thuốc tùm lum hết trơn mà không tốt hoài, thì như cái clip trước em có chia sẻ đó là do mình xài chưa đúng thôi. Anh chị em mình hãy thử xài 5 cái loại mà em chia sẻ trên YouTube thôi là anh chị em mình sẽ đánh giá được đó ha. Rồi thì đó là một cái bệnh tiếp theo. Rồi bây giờ còn một bệnh nữa là cái bệnh vàng lá anh chị. Cái bệnh vàng lá thì cái bệnh này cũng rất là dễ gặp đối với những anh chị mà trồng mai mà không có chăm sóc. Thì cái bệnh vàng lá này chủ yếu là do nó thiếu chất dinh dưỡng thôi anh chị, thiếu chất dinh dưỡng thì cái lá nó sẽ có màu vàng nhạt hoặc là cái màu trắng bạc, rồi các cái nhưng mà cái gân lá nó còn xanh xanh anh chị, nhìn cái tưởng giống như là vàng lá gân xanh vậy anh chị, nhưng mà do thật sự là do thiếu dinh dưỡng thôi. Tại vì một số anh chị chăm sóc mai á không có thời gian để phân thuốc cho nó, với lại là không biết dùng phân thuốc gì cho đúng cho nó, rồi không dám dùng phân bón cho nó, sợ cái phạm thuốc đồ này kia, sợ cây nó chết. Nhưng mà mình không dùng phân dùng thuốc thì nó vẫn khiến cho cái cây chúng ta suy yếu dần và chết nên chị. Và một số ít anh chị thôi là trồng mai nhưng mà muốn cây mai tốt nhưng mà ngại, nói chung là ngại tốn chi phí thôi, ngại tốn chi phí mua phân thuốc cho nó. Tại vì cái chi phí mua phân thuốc cho nó nhiều khi tính ra là một lần mua có thể là bằng giá mua một cây mai chơi Tết. Nhưng mà một lần mua đó, thí dụ anh chị em mình xài như các loại phân thuốc mà em chia sẻ cho anh chị đó, đa số là loại 1 kg, anh chị có thể tìm mua ở các tiệm đó, coi có loại nhỏ thì mua, còn không có loại nhỏ thì mua loại lớn. Tuy nhiên là dưới em thì nó có các cái loại đó là loại lớn không à. Nhưng mà thật ra anh chị em mình xài á, thí dụ mà 2 cây mai như anh chị đem quay cho màn hình vậy nè, là anh chị mua cái đó anh chị xài cả năm luôn là xong, là tính ra một ngày là anh chị chăm sóc cái cây mai có mấy trăm đồng à anh chị, có mấy trăm đồng tiền phân thuốc à. Đó, thì chúng ta lúc nào cũng trồng cái cây mai, chăm sóc cây mai mà tự tay chúng ta trồng chăm sóc, Tết lại có bông có hoa chơi là đó là cái niềm vui và cái dạng là cái niềm, cái sự thích thú mà nó gấp rất 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 nhiều lần là chúng ta ra chợ chúng ta mua cái cây mai về chưng Tết. Em nói vậy không biết anh chị em mình thấy đúng không ha, nếu đúng thì cho em xin một like video nha. Mà nói nhắc tới cái like nữa, video em mới nhớ
Hôm bữa có cái chú kia, chú điện cho em, chú nói chú trồng cũng mấy chục cây mai chơi mà trước giờ chú không biết trồng. Chia sẻ, thấy con chia sẻ đó là chú làm theo, bây giờ nó xanh tốt, chú rất là vui. Mà nghe con nói video trên video á, nếu mà thấy hay thì nhớ like, mà giờ chú không có biết like thế nào, chú điện thoại cho em, chú nói chú không biết like, chú xem điện cái video trên TV á anh chị, chú không biết like thế nào hết trơn á, chú không có gành công nghệ, chú mở TV chú coi chứ hà. Đó, thì em cũng rất là vui khi chú nói vậy, nhưng mà thì nói chung là nếu mà mình like được thì like, không like được thì chung là xem ủng hộ em là em cũng rất là vui rồi ha. Video mình được anh chị đón nhận thì em đã vui rồi đó. Rồi tiếp theo còn một bệnh đó anh chị ơi, thì đó là cái bệnh kháng thư ha anh chị. Kháng thư là người ta thường hay gọi là đốm lá anh chị. Nó do cái tác nhân là cholesterol và cái thằng cephalorhodius nó gây ra, và vẫn là một tác nhân nữa là do cái sự sử dụng phân không cân đối, không hợp lý của người trồng mai hay anh chị. Nó cái này thì nó hay xảy ra ở lá non và cái cành non á chị, và nó đặc biệt là cái bệnh này nó lây lan rất là nhanh nha anh chị. Đó thì về cách nhận biết nó, anh chị xem trên lá nó sẽ xuất hiện những cái vết màu nâu như là của lá khô vậy đó anh chị, như là của cái lá mà khô vậy đó, rồi nó lan rộng từ 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 ra và nó khô héo dần cái lá, rồi nó khô héo dần cái nhánh và nó chết cái nhánh. Anh chị em gặp trường hợp đó thì biết rồi đó, nó là kháng thư đó. Và do cái bệnh này nó lây rất là nhanh, cho nên anh chị em mình khi gặp trường hợp này thì anh chị phải lặt cắt bỏ hết cái phần mà bị bệnh đó anh chị, rồi anh chị phun thuốc cho nó, phun thuốc phòng, phun thuốc trị cho nó. Trước tiên là phun trị trước, rồi sau đó là phun phòng thường xuyên 7 đến 10 ngày như em chia sẻ, là cây mai chúng ta sẽ luôn xanh tốt ha. Rồi thì đó là một số cái bệnh thông thường thường gặp anh chị, em chia sẻ cho anh chị em biết. Video hôm nay thì hơi dài, tại vì tất cả các bệnh mà thường gặp trên mai thì em hôm nay em nói hết trên một video luôn cho anh chị em mình biết, để mà dễ nhận biết, để dễ phòng trị cho nó. Chứ để chia ra là thành hai video thì nhiều khi anh chị xem nó cũng khó khăn trong việc tìm kiếm, tại một số anh chị xem trên TV cũng tìm kiếm cũng khó ha. Đó thì tóm lại về cái cách mà phòng trị hiệu quả nhất nè anh chị. Phòng trị hiệu quả nhất và đơn giản nhất anh chị là anh chị phun thuốc trên lá mango xanh, đặc trị bọ chỉ, map yono, anh chị em mình phun trên lá 7 đến 10 ngày một lần. Đó, cái hiệu thuốc thì em có để trên video, trên các video trước đó em chia sẻ đó anh chị. Đó, phun 3 loại đó trên lá, sử dụng phân hợp lý thì sử dụng N3M Phú Lâm nè, Humic USA nè, thằng 30-10-10 nè, gà nén nè, DB nè. Đó, chỉ các loại đó thôi, là dùng trong cả năm là đa số chỉ có những loại đó thôi, còn khi làm nụ thì có thêm một số cái loại phân khác thôi. Đó, còn lại thì sử dụng bao nhiêu đó, hoặc là anh chị em mình sẽ sử dụng hai loại phân là Humic USA và N3M tưới gốc thôi, và phun 3 loại kia trên lá thôi là ổn rồi anh chị, là cây chúng ta là ổn, là xanh tốt, tết là có bông được đó anh chị. Nhưng mà bông không nhiều bằng cái cây mà chúng ta sử dụng thêm một số cái loại làm nụ với lại một số cái loại như là DB và 30-10 thôi. Còn nếu mà anh chị chưa biết hề biết chơi gì là chỉ sử dụng hai loại tưới gốc, 3 loại phun lá là cây chúng ta sẽ tốt rồi thế anh chị. Đó thì video này thì em chia sẻ cho anh chị biết được những cái bệnh trên cây mai và cũng như là những cái cách phòng trị nó hiệu quả nhất ha. Thì video hôm nay cũng hơi dài rồi, thì em xin kết thúc video tại đây ha anh chị. Thì chúc cho anh chị xem video một lần nữa là luôn luôn là vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống, đặc biệt là chăm sóc cho cái cây mai của mình thật là tốt ha anh chị. Thì em xin chào và hẹn lại cô chú anh chị em mình trong các cái video tiếp theo nha.